Chị ơi, em có chuyện này tâm sự với chị nè. Tại vì em biết chị á, là người từng trải á, chị giúp em cái này nha. Em á, em quen bạn trai á, mà em không biết là anh có thật lòng với em không. Giờ mình có cách nào không chị? Trời ơi, cái này là em hỏi đúng người rồi đó. Dạ. Chị là mấy cái này chị rành lắm. Em bây giờ chị chỉ em nè. Em chỉ cần đi hỏi ảnh á, em nói với ảnh là em có thai rồi, thì em sẽ xem phản ứng của ảnh sao. Nếu như mà ảnh thật sự yêu thương em á, chắc chắn là ảnh muốn cưới em rồi, lo lắng cho em liền. Còn nếu như mà ảnh không có thật lòng với em á, là đảm bảo là anh sẽ nói ảnh đòi chia tay. Em cứ thử đi. Nó có thai luôn hả chị? Nó có thai luôn, em Được không tin chị? chị đi. Trời ơi chị đi nè, tình trường chị trải qua biết bao nhiêu rồi. Trời ơi chị, tâm lý đàn ông là chị rành lắm. Cỡ nào chị đàn ông làm một cái cử chỉ nhỏ thôi là chị biết là muốn cái gì rồi. Dạ, tại em biết chị có kinh nghiệm mà, nên em tin tưởng chị. Đúng rồi. Lần này em nhất định sẽ thử ảnh nha chị. Anh ơi, mình cũng yêu nhau rồi á, mà bây giờ em muốn báo cho anh tin tức này quan trọng lắm á. Rồi, chuyện gì em? Em có thai rồi. Gì vậy? Thôi, anh nghĩ là chúng ta mình chia tay đi, Em có thai rồi. mình không hợp em ơi, mình không hợp. Mình không hợp. Thôi, mình chia tay đi em. Thôi, chia tay đi. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Đàn ông á đúng là vô trách nhiệm mà. Lúc yêu đương á thì hứa hẹn dữ lắm, giờ tới công chuyện rồi hả? Kiếm đường đi phải không? Kiếm đường núp lùm phải không? Không không Thôi. không, không có chịu trách nhiệm phải Thôi, mình chia tay đi, mình không hợp nhau đâu. Chia tay đi. Sao chia tay? Không, mình không hợp đâu. Tại sao không hợp? Anh quen em mới có 3 ngày à, chưa có nắm tay nữa mà đâu ra. Thôi mình không hợp nhau đâu. Thôi Thì nãy giờ em nói giỡn á. thôi thôi mình chia tay Không đâu. không không, em đâu có bầu đâu, em nói giỡn. Thôi thôi Em chia thử tay đi. thôi à. Thôi mình chia tay đi em. Chia tay đi. Cái kỳ vậy? Bà này chỉ bậy không à. Ý sao cậu? Tương thử thành công rồi hả? Thành công cái gì mà thành công, kinh nghiệm của chị kiểu gì ha? Em nói em vừa có thai á là anh bỏ em anh đi luôn rồi. Không biết đâu. Thì như vậy chứng tỏ là nó không có thương cưng, nó không có thật lòng với cưng. Không, em không chịu đâu. Chị nghĩ sao vậy? Em quen ảnh mới có 3 ngày à, chưa kịp nắm tay nữa mà giờ ảnh bỏ em rồi, giờ em biết sao? Mới quen có 3 ngày hả? Đúng rồi. Chị, gì vậy chị?